Lê Phương nhập viện từ tử vì quá sốc. Cuộc hôn nhân của cặp đôi diễn viên nổi tiếng Lê Phương và Trung Kiên sau 2 năm mặn nồng đang có nguy cơ tan vỡ. Hiện tại, Lê Phương đang nằm trong viện vì quá buồn, một người bạn của cô cho hay. Thông tin cặp vợ chồng Lê Phương Trung Kiên ly hôn khiến nhiều người không khỏi bị sốc. Cặp đôi này kết hôn vào năm 2019 và có với nhau một bé trai khẩu hình. Trong một số bài viết trước đây, cả hai vợ chồng diễn viên nổi tiếng còn không tiếc lời khen ngợi nhau khiến khán giả vô cùng ngưỡng mộ. Do đó, thông tin ly hôn bất ngờ này khiến người hâm mộ ngỡ ngàng. Được biết, giấy triệu tập của tòa án tỉnh đã gửi đến, nhưng Trung Kiên đã vắng mặt vì lý do không thu xếp được lịch quay. Còn Lê Phương hiện đang nằm điều trị trong bệnh viện với một số các lý do mà một người bạn chia sẻ là bị sốc. Hiện cả hai đang chờ tòa án xếp lịch sau. Nguồn tin này cho biết thêm, dù bên ngoài Lê Phương tỏ ra khá bình tĩnh và mạnh mẽ, nhưng cô cũng khá sốc, chưa chuẩn bị tâm lý đối mặt với dư luận và báo chí. Phóng viên đã gọi điện cho Trung Kiên, nhưng anh khoa mày tiếp tục liên lạc với nữ diễn viên Lê Phương. Giọng cô khá buồn và yếu ớt. Hiện Phương đang bệnh và đã nhập viện. Phương rất cảm ơn báo chí đã quan tâm đến Phương, nhưng cho Phương hẹn hôm khác, khi Phương khỏe hơn, Phương sẽ liên lạc lại các bạn nhé. Trung Kiên nổi tiếng là người đầu hoa, anh đã có không ít lần bị báo lên án vì nghi án lăng nhăng. Đáng chú ý nhất, Trung Kiên đã hôn say đắm một cô gái ngay trước sân khấu, sự chứng kiến của khán giả và báo chí. Đứng trước lời buộc tội từ dư luận, nữ diễn viên Lê Phương đã không ngần ngại đứng ra bình phục chồng và hết lời khen ngợi anh là người đàn ông chuẩn mực và trung thủy bất chấp những hình ảnh báo chí chụp được. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.